Xin kính chào các bạn. Các bạn thân mến, đến hẹn lại lên. Hôm nay mời các bạn đi với mình vô trong cái chỗ chợ đấu giá của tháng 6. Em vừa có những phiên chợ hôm nay có món gì đặc biệt không nha các bạn? Thân mến, những cái hộp mà các bạn thấy nằm trên cái bàn đó, đó là đạn đó nha các bạn. Đạn để mà người ta mua, người ta đấu giá đi để đi săn đó. Đó. Thì rất là nhiều luôn. Mà giá thì cũng tương đối mềm chứ không có cao lắm. Còn đây là cái đàn guitar, đàn này là còn mới tinh luôn, nó chưa có vết xước vết trầy nha các bạn, còn mới tinh luôn đó. Có thể là người chủ họ mua về nhưng mà họ chưa có sử dụng á, bây giờ họ bán. Còn đây có thể là cái lều của người da đỏ ngày xưa đó các bạn, mô phỏng theo cái lều đó đó. Nhìn cũng lạ mắt lắm. Và còn đây là những bộ đĩa cổ ngày xưa đó bạn, đĩa kiểu đó, bình kiểu luôn, rất là quý và chân đèn bằng đồng, quý tốt luôn. Và còn đây là chú ngựa làm bằng từ đồ sứ đồ gốm đó các bạn, rất là đẹp, rất là quý giá luôn. Thank you.
Và còn ở khu vực này là bán những cái đấu giá những cái món đồ để đi săn đó nha các bạn, như cung, súng, quần áo để đi cắm trại đi săn, và những cái sừng nai, gạt hươu mà người ta săn được rồi giờ người ta để dành rồi người ta bán đó. Toàn bộ khu này là để phục vụ cho đi săn, đi cắm trại, nhà cần câu đồ luôn đó. Và còn đây là cái hình tượng của chú trâu rừng ở Buffalo các bạn, bằng đồng. Chú trâu này chắc khoảng cỡ 50 kg có. Mình nghĩ là cái chú trâu này rất là mắc, tại vì cái giá trị nghệ thuật để tạc ra hình con trai chú trâu này là rất là công phu, rất là quý hiếm, rất khó gặp được mà cái tượng như vậy lắm. Cảm ơn các bạn đã xem video, xin hẹn các bạn ở video lần tới. Xin tạm biệt.